Diễn viên Mai Phương đang được điều trị song song hai liệu trình truyền thuốc chống hủy xương và ngăn tế bào ung thư di căn. Thông tin diễn viên MC Mai Phương mắc bệnh ung thư phổi khiến nhiều người quan tâm theo dõi. Gia đình Mai Phương đã đính chính, không phải cô bị ung thư giai đoạn cuối như nhiều người thông tin, dù sức khỏe của cô hiện tại đang rất yếu. Trả lời phóng viên, bác sĩ Phạm Thành Luân, người trực tiếp điều trị cho nữ diễn viên tại bệnh viện cho biết, do yêu cầu bảo mật từ phía người nhà bệnh nhân nên hiện tại ông chỉ được phép cung cấp một số thông tin cho phép. Theo đó, Mai Phương đang điều trị song song hai liệu trình để bảo vệ xương bên cạnh việc ngăn tế bào ung thư di căn. Ngoài ra, bệnh viện áp dụng thuốc nhắm trung đích cho quá trình điều trị. Đây là loại thuốc trong điều trị ung thư được các bác sĩ chuyên khoa đánh giá cao và xem nó như phương pháp cuối cùng để điều trị bệnh ung thư giai đoạn muộn. Bác sĩ điều trị cho Mai Phương thông tin thêm, quá trình điều trị cho bệnh nhân sẽ phải kéo dài. Việc các bác sĩ điều trị hiệu quả đến đâu phụ thuộc vào bệnh tình, cơ địa thích ứng của nhiều bệnh. Trong quá trình điều trị, các bác sĩ sẽ áp dụng những phương pháp điều trị hiệu quả nhất phụ thuộc vào tình hình cụ thể. Thời điểm này, diễn viên Mai Phương sẽ phải điều trị tích cực, sử dụng nhiều loại thuốc nên cơ thể khá mệt, Mai Phương sẽ khó khăn trong việc đi lại. Chiều ngày 20 tháng 8, mẹ diễn viên Mai Phương cũng cho biết con gái bà đang bị tràn dịch măng phổi, các bác sĩ chưa chỉ định mổ gấp, vẫn tiếp tục theo dõi trong 10 ngày theo phác đồ điều trị. Mai Phương đang được truyền thuốc chống hủy xương nên cơ thể khá đau đớn vì ảnh hưởng của thuốc. Con tôi vẫn tiếp tục được theo dõi trong 10 ngày tới, mẹ của Mai Phương nói. Theo bác sĩ Thịnh, nếu diễn viên Mai Phương có hiện tượng mục xương, tức di căn xương, biểu hiện này cho thấy bệnh ở giai đoạn 4, ung thư phổi thường di căn tới 3 bộ phận, 2/3 nặng nề bao gồm não, gan và sau cùng là xương. Bệnh nhân di căn xương nếu thuộc thể biểu mô tuyến có đột biến gen dương tính, đây là cơ hội tốt để điều trị đích, nhưng được kết hợp hóa chất, sau đó là điều trị đích và chống di căn xương, tổn thương xương. Trong di căn xương, rất nhiều bệnh nhân vô tình gãy xương hoặc mắc các bệnh xương về bệnh lý mới đi khám và phát hiện ung thư phổi. Bệnh nhân thường gãy xương đặc, xương cột sống, xương sườn, chậu. Ngoài việc tổn thương di căn, chúng còn ảnh hưởng tới chức năng sinh lý của bệnh nhân. Nhiều bệnh nhân di căn xương trên nền u phổi và viêm phổi, tràn dịch màng phổi, điều trị rất khó khăn. Trên báo Lao động sáng ngày 21 tháng 8, theo đại diện gia đình nữ diễn viên, Mai Phương phát hiện bệnh từ 2 tuần trước và bệnh tình đang ở giai đoạn 2 của bệnh, chứ không phải là ở giai đoạn cuối như mọi người nghĩ. Thêm vào đó, ngày 18 tháng 8, Mai Phương nhập viện vì sốc thuốc và sức khỏe đang có diễn biến tốt hơn. Được biết, dù đang phải chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, Mai Phương vẫn hết sức kiên cường, lạc quan, luôn duy trì nụ cười rạng rỡ khi gặp gỡ mọi người. Mai Phương bị tràn dịch phổi, bắt đầu truyền thuốc theo phác đồ. Mẹ của nữ diễn viên chia sẻ Mai Phương bắt đầu điều trị theo phác đồ dù đang tràn dịch màng phổi nhưng bác sĩ chưa chỉ định phẫu thuật. Con gái cô được ốc Thanh Vân đón về nuôi. Chiều 20 tháng 8 trao đổi với phóng viên, mẹ của Mai Phương cho biết nữ diễn viên đang bắt đầu vào quá trình điều trị. Hiện Mai Phương đang được truyền thuốc chống hủy xương nên cơ thể khá đau đớn vì ảnh hưởng của thuốc. Con tôi vẫn tiếp tục được theo dõi trong 10 ngày tới, bà nói. Hiện diễn viên Mai Phương bị tràn dịch màng phổi, gia đình cho biết các bác sĩ chưa chỉ định mổ gấp, vẫn tiếp tục theo dõi trong 10 ngày theo phác đồ điều trị. Về việc các nghệ sĩ và khán giả chung tay quyên góp để hỗ trợ Mai Phương, mẹ cô nói, vì diễn biến bệnh của Phương quá nhanh nên gia đình tôi vẫn đang sốc, gia đình rất cảm ơn tấm lòng của đồng nghiệp và khán giả dành cho Phương. Bà cũng cho hay vì gia đình đang bận rộn việc chăm sóc Mai Phương, nên nhờ bạn thân Ốc Thanh Vân nhận tấm lòng quyên góp của người hâm mộ. Tối ngày 19 tháng 8, Ốc Thanh Vân chia sẻ trên trang cá nhân về tình trạng bệnh tình của diễn viên Mai Phương. Cô cũng tiết lộ trong thời gian tới sẽ đón bé Lavi, con gái của Mai Phương về sống cùng với gia đình mình và cho bé đi học để nữ diễn viên an tâm chữa bệnh. Mẹ của Mai Phương cũng xác nhận thông tin này. Bà tiết lộ Ốc Thanh Vân là bạn thân của Phương nên gia đình rất tin tưởng, hiện bé Lavi không sống cùng chúng tôi mà được gửi sang nhà người quen. Tuy chỉ mới 5 tuổi nhưng Lavi rất tự lập, biết cách bảo vệ mình, không tiếp xúc với người lạ, vì vậy tôi cũng yên tâm hơn rất nhiều.
Thông tin diễn viên Mai Phương bị ung thư phổi giai đoạn cuối được lan truyền trên mạng xã hội tối ngày 18 tháng 8. Theo chia sẻ từ gia đình, Mai Phương bắt đầu đi khám bệnh từ 3 tuần trước. Khi có dấu hiệu ho kéo dài, ban đầu cô được chẩn đoán bị lao hô hấp. Cách đây 4 ngày, bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 TP.HCM chỉ định nữ diễn viên nhập viện cấp cứu. Mai Phương là diễn viên có thực lực trên sân khấu kịch và truyền hình. Cô để lại dấu ấn trong nhiều bộ phim như Những Thiên Thành Áo Trắng, Sống Đời, Một Ngày Không Có Em. Cô trở thành mẹ đơn thân sau khi chia tay diễn viên Phùng Ngọc Huy vì điều kiện kinh tế không tốt. Mai Phương rất chăm chỉ đóng phim, tham gia game show, dẫn chương trình để lo cho con gái. Biết tin cô mắc bạo bệnh, nhiều nghệ sĩ như nghệ sĩ Hồng Vân, Đại Nghĩa, Ốc Thanh Vân, Đàm Vĩnh Hưng kêu gọi quyên góp giúp cô chữa bệnh. Hiện đồng nghiệp trong làng giải trí Việt đang kêu gọi các mạnh thường quân hay tổ chức đêm nhạc hỗ trợ kinh phí cho Mai Phương chữa bệnh. Hình ảnh mới nhất của diễn viên Mai Phương vừa được một số nghệ sĩ đến thăm cô chia sẻ trên trang cá nhân. Cô vẫn luôn nở nụ cười trên môi khi tiếp đón mọi người đến thăm dù đang bị bệnh ung thư phổi. Ngày 20 tháng 8, một số nghệ sĩ như Đức Hải, Ốc Thanh Vân, Nhật Tinh Anh đã đến thăm diễn viên Mai Phương đang điều trị bệnh ung thư phổi tại Bệnh viện 175, thành phố Hồ Chí Minh. Nữ diễn viên 33 tuổi vẫn luôn tươi cười lạc quan khi gặp mọi người. Hình ảnh hiếm hoi lúc Mai Phương cười tươi chiều ngày 20 tháng 8 phần nào giải tỏa những lo lắng và thấp thỏm của khán giả hâm mộ về cô. Nghệ sĩ Đức Hải và diễn viên Ốc Thanh Vân còn mang theo một số loại thuốc cho Mai Phương. Trong cuộc trao đổi với phóng viên, sáng ngày 20 tháng 8, bác sĩ Phạm Thành Luân, người trực tiếp điều trị cho Mai Phương chia sẻ, hiện nữ diễn viên đang điều trị song song hai liệu trình để bảo vệ xương bên cạnh việc ngăn tế bào ung thư di căn. Bên cạnh đó, bệnh viện áp dụng thuốc nhắm trung đích cho quá trình điều trị. Đây là loại thuốc trong điều trị ung thư được các bác sĩ chuyên khoa đánh giá cao và xem nó như phương pháp cuối cùng để điều trị bệnh ung thư giai đoạn muộn. Ca sĩ Nhật Tuấn Anh và hai người bạn của mình đã gửi cô 50 triệu đồng. Anh chia sẻ Mai Phương vẫn rất kiên cường và luôn cười tươi để mọi người yên tâm, mặc dù cô rất mệt. Sau khi biết tin Mai Phương bị bệnh, nhiều sao Việt như nghệ sĩ Hồng Vân, Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Thảo, Việt Trinh, Băng Di, Hoa hậu Giáng My đã kêu gọi và gửi tiền hỗ trợ cho Mai Phương. Tính đến trưa ngày 20 tháng 8, số tiền hỗ trợ cho diễn viên Mai Phương đã hơn 300 triệu đồng từ các đồng nghiệp. Chưa kể các ủng hộ tài chính trực tiếp qua tài khoản riêng của Mai Phương và khán giả, bạn bè qua những kênh khác. MC Thanh Vân Hugo muốn bán đấu giá chiếc ví hàng hiệu của mình để hỗ trợ cho Mai Phương. Bên cạnh đó, cô cũng tặng kèm một tờ 2 đô may mắn cho nữ diễn viên. Gương mặt tươi cười của Mai Phương trên giường bệnh khiến ai cũng xót xa. Mẹ túc trực ở bên, bạn bè, đồng nghiệp đều đến thăm diễn viên Mai Phương. Ngoài những lời động viên, tất cả đều kêu gọi quyên góp, vật chất giúp đỡ Mai Phương vượt qua bạo bệnh. Tối ngày 18 tháng 8, thông tin nữ diễn viên Mai Phương mắc bệnh ung thư phổi phải nhập viện cấp cứu khiến nhiều người đau đớn, xót xa. Khán giả thì thảng thốt, còn bạn bè đồng nghiệp thì đau xót do nữ diễn viên tài năng mắc phải trọng bệnh. Tuy nhiên, trái với tâm trạng trùng xuống của đông đảo người hâm mộ, trên giường bệnh, Mai Phương vẫn kiên cường và mỉm cười khi bạn bè đến thăm nom. Cô khiến cho nhiều người cảm phục bởi tinh thần lạc quan bất chấp những cơn đau của bệnh tật hành hạ. Cách đây ít giờ, diễn viên Cát Tường đã chia sẻ tình hình của Mai Phương tại giường bệnh. Cô viết, đã trực tiếp thăm Phương, em vẫn khỏe, hơi ốm tí thôi. Tôi kể chuyện mà nó cứ cười toe toét. Tôi kêu cười vừa vừa thôi, cười quá mà gãy xương, đừng đổ thừa chị nha. Bác sĩ không cho em đi lại, nói một hồi nó buồn ngủ, mắt mở hết lên nên tôi về, lát Phương còn xạ trị nữa, mau hết bệnh em nha. Không chỉ vậy, diễn viên Cát Tường còn nhắc mọi người việc đến thăm quá nhiều khiến diễn viên Mai Phương không được nghỉ ngơi. Hiện tại bác sĩ đã không cho người nhà bệnh nhân đến để cho cô được an tâm điều trị. Ngoài ra, Cát Tường cũng gửi những tình cảm bằng vật chất đến Mai Phương để cô có tiền nằm viện. Chiều tối nay, ca sĩ Nhật Tinh Anh cũng vào thăm Mai Phương và cùng nhiều anh em bạn bè ủng hộ cô số tiền hơn 50 triệu đồng. Anh chia sẻ, Mai Phương vẫn rất kiên cường và luôn cười để mọi người yên tâm, mặc dù cô bé rất mệt,
Chúng ta cùng tiếp sức để Mai Phương sớm trở lại quay phim, ca hát, làm MC cùng anh chị em nghệ sĩ nhé. Ca sĩ cũng cập nhật hình ảnh của Mai Phương khiến nhiều khán giả fan của cô vô cùng xót xa. Mai Phương đã gầy đi nhưng gương mặt cô vẫn tươi cười rạng rỡ. Ai nhìn những hình ảnh này đều gửi lời động viên đến cô và mong nữ diễn viên sớm bình phục.